Hi, xin chào mọi người, quay trở lại channel mình là tôi đang kênh đọc mình đây. Nay là mình sẽ huấn luyện cho bé Charmander. Mẹ tập trước đi đào làm đồ nhiều. Nay thì mình huấn luyện cho Charmander. Tackle. Nhiều Tackle như này Pokemon này thường hệ bọ rồi cả. Đó, đó hệ bọ nhé. Fake mình mới thu phục được bé Slayer Slap Eye. Mình hôm qua vừa vừa tìm được ngôi làng, xong là mình bán cái đống thuốc đi, xong rồi mua hết là bôn, mua hết bôn này nè. Đã chưa? Cho nó vẹt thường chơi, nó mạnh quá. Mình tìm được cái đền thờ Inglack luôn nè. Trong thời gian giữa hai tập mà không biết nó làm cái gì. Chắc lên wiki mình tìm nữa. Level 8. Level 8 chứ nữa. Slap ai đây? Punishment. Lên level âm này, ép tia lấy. Tập sau mình sẽ khám phá nghe đờ. Tí mình bán đĩa này. Nhân tiện mình đi, mình lượm Apricorn rồi luôn này. Punishment này khá là mạnh. Nên mình dùng nó ngoài nha. Paralyze, ghét nhỉ. Confuse nữa chứ. Shadow Sneaker. Một khúc máu liền. Shadow Sneaker nữa. Skill mới học được anh. Speed and range. Shadow Clown. Ok, mình lên xin lắp 217 rồi. Ngon Claw Stone tuyệt vời. Thay thế vào đây. Nice sir. Mình phải xuống địa ngục của anh em ạ. Cái bản mốt của mình không ngờ mình làm nó nặng tới D6 luôn. Khiếp. Mình mới ngủ sớm dậy nên giọng mình nói yếu. Ôi, điều linh nè. Điều linh lên vào 21 luôn. Kiểm tra tại cực em hệ thường rồi. Lá thường. Lên 21 kéo tem rồi ta. Chắc bắt về làm cảnh. Để được gắn tem. Khá nhiều bôn nên mình không sợ lắm, chắc là bắt thêm một cái magic card nữa. Coi nào, ôi ôi con này gắn tem được nè, có dâm kích nè, ngon nè, phiên giả tác có dâm kích thì ngon, gắn tem được, bởi hệ thường đầu là hơi bựa. Lần này nếu như mình đã đăng clip kia rồi thì trong clip kia mình đã nói là mình sẽ không dùng lại Poké Hill nha. Là mỗi lần mình bị chết một con nào mình phải bay về cái ngôi làng mình hưu tiếp. Khá là bực đấy. Nhưng mà thử thách nha. Thách chính bản thân mình mà nên. Nên cũng cần phải lo lắng. Cherry. Giải Paralyze. Slap Eye Paralyze.
chia link ra đi ha, bởi vì lắp hiện tại cũng yếu máy. Vui vẻ quạo à, ghen quá, kẹt góc nhìn anh em. Ờ, phân thắc có tác dụng này. Để cứ chắc đi. Ok. Tác dụng Charmander 14 rồi. Hai cấp nữa là Charmander sẽ tiến hóa. Nhưng nó thì ghi trong rõ lượng Pokemon nốt luôn. Khá là tối đó. Mình chưa có Pokemon bay luôn á. Rất khó cho việc di chuyển ha. Dù sao Charmander sau này cũng thành Pokemon bay nên lo là gì nhiều nữa nè. Extreme Hill này sẽ là nơi spawn cho Rayquaza nha nè. Ui da. Tại mình không biết là nên làm game gì với Roblox này. Mình sẽ đăng tạm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái clip ở bên Digimon cái. Mình biết tưởng mình đang đi xem món. Ủa cha chết, có mình nay rồi. Zubat này. Nói tí dưới lắm nha, nó quá tôi bỏ đó. Mà có Pokemon hệ thường có hai người đánh Diadam với cái nó, một là Pokemon đại ma, đâu rồi, Pokemon bóng tối và Pokemon giác đấu. Đấy. Easy Gaming. Hay là mình bỏ phòng thủ phép thì vứt 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 bỏ khả năng phòng thủ kia của mình thì vứt thôi, không có dùng, chết lắm. Rất là ta lên 20 này, lấy đi linh nha. Thôi mình sẽ cho anh em thấy đá đánh thế nào, nó kéo một khúc máu vậy ha, nhưng mà nó không lại bằng mạnh bằng sắc đâu. Bắt đầu đấm phát chết luôn đấy. Thấy không? Cái chết. Cái này cho Pokemon nào? Pokemon chim. Chắc dậy quá. 14 này. Này đơn hệ thuần, hệ thường. Slap lại hít đít kinh nghiệm này. Punishment 15 rồi, kỳ này cho em ấy tiến hóa luôn. Yes. Pokemon hệ ma kìa, mình có hệ ma lẫn hệ ma lẫn hệ bóng tối rồi, nên mình sẽ không bắt con đó. Con đó sau này nhà ma anh em sẽ gặp nhiều. Tí nữa ra hút sau. Thời gian thứ hai tập nó sao mình sẽ này cậu hốt đồ về sale nha. Chứ mình không dùng một cái hiệu 25 hả, thì có hệ bóng tối đánh được, đơn thuần là hệ ma. Để sẽ lắp ai ra ta đánh chết 25 giờ. Mình về hiu cái, hiu cái rồi đi tiếp. Nó khó vậy. Giả như mình vác cái này theo được nhỉ. Hay lắm. Làm đó tốn một kim cương trong tập xong đi vào kim cương. Vulu là Pokemon hệ quả. Dealing ra sút chết bà này. Ok, Dealing ra sút chết nữa em. Xâm kích. Thường đơn thuần.
lưu trong Gen 8 nha anh em. Con này trong Gen 8 nha, anh em nhớ này, nó Gen 8 á. Quật luôn đi. Gender spin hóa. Jump kick hả? Có biết jump kick hả? Này đi jump kick. Ok, Dragon Rage. Và Evolve. Sao góc nhìn này tù vậy? Đây em ạ, Charmander mình tin hoài. Charmeleon. Ui, nhìn vẻ mặt nó cáu kỉnh phết. Qua game mà tôi hút double cái chết ha. Chắc anh em không thích cái series Visamon này mình lắm đâu. Nên mình chắc một tuần để 2 clip tầm vậy. Mình sẽ đăng Roblox bình thường nhưng mà đăng bí tầm bị Roblox chơi gì mà Ustan thì ngu. Mình biết mình làm được cái gì đó. Ultra Wurm Hole kìa. Nên đi không ta? KTP thổ. Búp búp. Chim kim chưa cưỡi rồi nè. Cái vàng kìa, nay sự. Về xong trọng cả đống Epicorn nữa. Chị được rồi em đó. Nhớ em như đọc của tâm linh chị được là sao ấy. Ui ui em ơi. Em ở anh. Mình sẽ dùng phân tích mình thôi. Nghe được đam không? Mình mất cũng cấm người đam lắm. Chắc hiện nay chị được không? Hiện nay cũng chị được luôn. Thì con này chắc chỉ có hệ tâm linh thôi. Jump kick rồi nè. Sút cước rồi nè. Ủa sao cầu ít máu thế. Tôi mình thích tiền là gì nè. Con này biết nice slap luôn kìa. Oh no. Run rage. Run rage. Ui, run rage. Run rage mạnh thế. Zigzagoon. Chúng bắt thêm một con mic cap nữa. Mấy cáp nó có thể bay anh em ạ. Mình đang cần một cái thể bay trong tên nữa. Khá là lợi. Fuzu miền cực lạc. Ok anh em come back rồi. Boss này như là boss Muda má. Gì vừa thấy cái tên
mình vừa thấy cái tên, mình thấy vừa thấy dòng chữ Legendary anh em ạ. Thua, chơi đánh đã biết thua. Yếu lại tâm linh á. Còn bà theo robot nè, ăn hiếp được. Tập sau phải múc trong nhà em để dành theo row này, bot ăn common nè. Million dealing ra nha. Vâng, về vườn. Tuyệt vời. Tính ra em sắp icon kèo chứ. Ui dồi ôi, Charmander mà. Thôi để về mình sẽ quay về cái làng rồi mình hồi máu xong rồi bắt đầu mình qua địa ngục mình đào ha. Hai người làm gì nhau rồi, làm đi, tôi đi đây, bye bye lon. Ui trời má, nó chật. Mình sẽ về chỗ base. À mình vừa nâng ít đồ xong đổi vị trí của thằng này từ đây qua đây nè, xong mình nâng lên một ô thôi. Mình sẽ qua chỗ này đờ ha. Tại vì đầu tiên mình làm một ít sharpening kit đã. Sharpening kit cash. Mình sẽ quay lại khi làm sao. Bởi vì trong lần này mình sẽ đào gồm là glowstone, nether quartz, rồi nhiều lắm. Mình sẽ đào rất là nhiều nên mình sẽ cần hơi khá là nhiều này ạ. Tầm 10 cái. Mình nung tầm 10 cái. Cái này khá là tiện lợi ha, mình sẽ làm cho mình bộ giáp luôn. Làm cho mình bộ giáp cái. Không có giáp mình mong manh lắm. Giỡn này mang theo làm gì nữa hả? Con nào mà phải kiếm Slime Island nữa. Chắc thử nó làm được cái gì nữa. Ờ mình chưa làm ăn view luôn á. Leather. Một ba leather chưa đủ. Mình thử ăn view á. Để làm tới cái này nhưng mà không được. Ăn view rồi. Và một cái hammer mà. Để sẽ làm sao mà mưu là đánh nhau của mình đơn hệ thường chấm kích ăn một đạp rất thốn ha. Hên quá. Dragon Rage Rip. Gold Nugget cũng được cái gì đó.
làm shopping kit xong rồi quay lại. Ok anh em, chịu vậy trước đi, giờ chúng ta sẽ qua địa ngục ha. Nhớ 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 đẩy lại. Mình cần làm đường lên. Ok, mình làm đường lên xong. Rồi gọi phát sáng mà yếu. Ở đây cô ban này ai luôn nè. Không đào được. Mới đào được mining level diamond nè. Ada này nhiều ghê chưa? Mình sẽ đào này về để mình làm cái Poképhone anh em ha. Da mát này. Bắt không ta? Bắt đi. Da mát này thì còn tiến hóa không nhỉ? Con này lập cho tự nhiên khá nhiều. Thôi, để mình tí nữa mình wiki xem nó còn da mát nó còn tiến hóa không. Vô vô đội hình không? Gì trời? Ở anh đi. Crayborn đấy. Hiếm là cứng đầu vồn vô này thì cứng đầu của chúng tôi. Holy shit, Udon kìa, Udon Mega cũng đẹp. Đây vào ba mấy hai mấy mình bắt. Nhưng mà năm mình không bắt đâu, để xem tự nhiên. Rồi ơi, dưới kia có Adai với Coban kìa. Không đào được, với mình mới đào được Diamond này. Chắc tập sau mình đi mine tiếp vậy. Lucky. Đây là nhiều. Khá là nhiều khoát cái anh em ạ. Kính redstone là mình chưa có này. Khá là nhiều khoát á. Chắc mình đào tầm 2 stack. Khoát kiếm cũng dễ nhưng cũng không phải lo lắm. Slug ma nà ní. Soul Slam. Ui cái gì kia, gì kia anh em, gì vậy, gì vậy, lạ đi, mình xuống kiểm tra liền. Pep nice, anh đi hay quá. Ok anh em, để mình TP lại chỗ chết của mình ha. Ở đây có Glowstone stone này, mình cũng đang cần Glowstone stone nữa. Cái biết này không sáng bằng đuốc nữa. Lấy đuốc đi. Excavation. Yes. Glowstone stone chắc chừng này sẽ đủ. Mình cần Glowstone stone làm kia anh em, mình cần Glowstone làm PC á. Sẽ rất là khó khăn nếu mình không có cái hiệu. Mày đổ bố mày à? Are you kidding me?
You think you're fucking kidding me? Xin luôn. Shit. Nói thật cho anh ấy biết. Con này không có skill gì đánh được hết. Thôi chạy là vừa, chạy là vừa. Ờ, không ở dưới này. Ui. 30 kìa. Dưới này con gì? Dust Clops. Hệ ma đơn. Ma đơn thuần hả? Hệ ma đơn thuần. Ui giời. Ui nó cứng thế. Đơn ma, hệ ma đơn. Đó này xong mình quăng Greyborn nữa. Mình sẽ bắt khi nào bắt được con. Ok anh em bắt được rồi. Mình mất hai quả trong đây rồi, bực quá. With all snip nè, future sight nè, tầm nhìn tương lai nè, cơ là nguyền rủa này, hack nè, ui ngon. Chúng ta vẫn không thể quên mục đích chúng ta tới đây là đào Nether Quartz Ore. Argon kìa, no, bé Argon đừng. Argon. Argon. Argon ngon. Argon đẹp, Argon tốt lành, Argon. Argon đừng chết. Mình phải cứu Argon anh em ạ. Cứng đầu. Quan sát behavior. Ouch. Bay lắc. À. Ok, bắt được Argon. Tuyệt vời. Biết đâu đây có Nether Quartz không ta? Mình biết magma block là cần cho cái gì không mà thôi cũng kệ. Khi nào cần mình xuống đây mình đào sau. Thì magma block nó cũng không có hiếm. Spawn tạm nham á. Mày nha Gatly, mình nhớ mặt bố đấy. Kia mình xem chỗ cái gì nha. Khi bị bắt mày thoát. Ôi, slime nè. Ôi shit. Slime nè. Tuyệt vời, mình đang cần slime nữa. Đang lòi đâu ra mấy con nó mắc mass fly mặc dù chứ nó bình yên nó vả chứ. Ui rồi mẹ. No. Ây da, ây da, ây da, ây da. Từng quá. Từng thì khó chịu. Ok slime, chừng này thôi. Slime, giờ mình có slime rồi. Mình còn chỉ đào thêm piston nữa. Qua kia đào thêm hai cái nữa. Trúp trúp trúp. Đào mắt khó đó. Nó cứ từng từng như đúng rồi. Ok mình lấy nhiều nhiều tí. Một cái boss Yamas. Biết Dust Claw đánh được không nữa chứ. Mà Dust Claw có chiêu Hex. Sẽ đánh thử boss Yamas. Tha. Đừng để bốn mươi vải cho một cái nha.
Future Sight. Tao hack cho một cái này. Wow, cân kèo mạnh luôn đấy. Tôi chưa sai mà cũng bị hạ. Đẹp, cay thế. Không được xài Poké Hill. Bực hết chứ lại. Thế chứ là tính ra con Dust Glob của mình khá là mạnh đấy. Dust Glob rất là mạnh. Hình như của Gen 2, Gen 3 thì phải. Dust Glob hết ta. Ai coi Pokemon giải thích cho mình cái con Dusclops này của Gen 2, Gen 3 ta. Mình nhớ cái Dusclops này trong bộ phim gì mà Virus Groudon á. Groudon mà dặn lỗi á. Xưa con chỉ nhớ chi tiết phần đó. Cái Pokemon gì hình như sao quên tên này. Sắp được tốt rồi, fix cái đã. Đồ sắp đào sướng. Con này kim loại này, quên là thép này, hệ kim loại nữa tôi thua không? Holy moly, mấy lần té ở đây không biết nữa. Holy shit, ôi để mình về rồi đây. Clagata về thôi, ra mới về khá nhanh. Mình sẽ làm anh view rồi làm gì nữa, thu hết đống này vào đây đã. Mình sẽ làm cái này nha, sẽ làm tầm 5 cái đi. 1 2 3 4 5 ra luôn đỡ hết. Ra cả hai không? Rồi mình sẽ làm battery là cần redstone, này cần vàng với redstone. Mình sẽ cần tạo một trước đi ha. Làm từ từ thôi, kiểu nó dư quá cũng không được ấy. Lần này mình sẽ làm 3 ha. Được thì mình sẽ làm hết. Đập cái nào ra thôi, hên xui lắm anh em. Rồi thì dành dây tập bị đào thêm rồi. Ngoạc. Không đủ. Thiếu một. Thôi. Clip này tại đây anh em, anh em thích để like, share, comment cho mình ha. Còn tốt hơn nữa anh em ấn vào đăng ký và cái chuông ủng hộ mình ha. Anh em comment đi, mình biết được thì chọn bạn nào lên clip chứ. Anh em không có không dạng nào nhỉ, anh em không có comment mà không biết nên chọn ai làm clip hết đó, lên clip hết. Buồn lắm đó. Mình bó gì bằng vô biết bắt ra video like video sai hack rip xin mình đi xin bớt RIP Metacloud RIP RIP không RIP. Con nhỏ mà độ chú chó như là lớn cái này thua. Rồi bị lỗi rồi nè.
Thôi, hẹn mọi người clip lần sau. Bye bye anh em. Peace.